Hello hello cả nhà đã quay lại với kênh của Thái. Hôm nay Thái sẽ chia sẻ với cả nhà một món nước mắm chua ngọt nha cả nhà. Món nước mắm này rất là ngon cả nhà ơi. Món nước mắm này có thể mình ăn cùng với cá chiên nè, những món cuốn nè, những món ốc nè thì rất là tuyệt vời đó cả nhà. Thì nếu mà cả nhà mà thấy thích cái món nước mắm này thì Thái mời cả nhà cùng vào làm với Thái nha. Thì ở đây Thái có là đường phèn, ớt, tỏi, chanh với nước mắm nha cả nhà. Chỉ có nguyên liệu vậy thôi. Nhưng mà ra cái tô nước mắm rất là ngon đó cả nhà ơi. Thì trọng lượng thì Thái cũng để lên trên cái màn hình. Còn không thì Thái để ở dưới cái khung mô tả cho cả nhà cùng tham khảo nha. Còn thì mình trước tiên á, thì bây giờ là mình đi nấu cái đường phèn nha. Ở đây Thái có 500g đường phèn, 250ml nước lạnh và Thái bỏ vô cái son, Thái nấu với lửa vừa, nấu cho khi đến đường phèn tan da. Và lưu ý là mình không được lấy đũa quậy cái đường này nha cả nhà. Nếu mà mình quậy một chút xíu nữa, nó nguội lại, nó sẽ cứng lại đó cả nhà, gọi là lại đường đó cả nhà. Sau khi mà đường tan hết thì mình sẽ để cho cái đường này nó nguội, thật là nguội xuống luôn nha cả nhà. Thì bây giờ mình sơ chế cái tỏi với cái ớt. Thì tỏi Thái cũng lột vỏ rồi, còn ớt nếu mà cả nhà mà không thích ăn hột á thì mình có thể mình lấy hột da, và mình có thể mình mua những cái ớt lớn hơn, dễ lấy hột hơn. Còn Thái thì Thái thích ăn cay nên Thái để hột vậy luôn. Thì Thái bỏ vô cái cối xay, Thái xay cho thật là nhuyễn hết cái tỏi với ớt này. Mình không có cối thì mình có thể mình băm nha cả nhà. Thì mình, nếu mà mình nấu ăn thường ngày á, thì mình có thể tìm mua cho mình một cái cối nhỏ nhỏ để mình xay tỏi, xay ớt, xay hành thì nó rất là tiện cho mình đó, mà nó nhanh nữa cả nhà ơi. Thì mình xay xong hết thì bây giờ cái đường phèn nó cũng đã nguội xuống, thì bây giờ nó có cái lớp kẹo kẹo đó cả nhà thấy không. Bây giờ mình bỏ nước mắm, mình bỏ nước chanh vô, và mình nếu mà cả nhà mà theo mà khẩu vị ăn mà hơi ngọt thì mình thêm nước mắm, mà nó hơi không được chua lắm thì mình thêm nước chanh nha cả nhà. Mình nêm nếm từ cái lúc này rồi mình mới bỏ cái tỏi với ớt vô nha. Thì khi mà mình nêm nếm vừa ăn rồi thì mình bỏ tỏi ớt vô và mình quậy thật là đều lên là mình có cái tô nước mắm thật là ngon rồi đó cả nhà ơi. Thì bây giờ mình bỏ vô những cái hũ, cái tu gô này nè cả nhà, mình bỏ vô trong tủ lạnh mình ăn từ 2 đến 3 tháng nước mắm chưa hư nha cả nhà. Thì mình đem giá mình ăn thì nó càng có cái lớp nó đặc kẹo lại, nó thật là ngon đó cả nhà ơi. Thì nếu mà cả nhà mà thấy thích thì cả nhà hãy làm thử cho gia đình cùng thưởng thức nha cả nhà. Thì một lần nữa Thái cảm ơn thật là nhiều cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà trong video tới cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.